trai đang trên đường đi giao nước đá cây. Hả? Đẹp tự nhiên luôn nè. Ở trong hoa kia bây giờ mới đẹp vậy đó. Đây là giường 6, xếp ổng, trợ lý. Giờ đá trai lên trong này rồi. Sáu cười lên coi. Má ơi, khung cảnh trong này đẹp nha. Ôi, quay phim lại chứ. Lên này nọ mới được không? Phải làm bằng chứng.